Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chiều nay tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, 15 năm nhã nhạc âm nhạc cung đình Việt Nam được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện nhân loại. Tham dự có ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện tổ chức UNESCO Việt Nam cùng các thế hệ tham gia công tác bảo tồn phát huy di sản. Gặp mặt là dịp để những thế hệ làm công tác bảo tồn di sản văn hóa Huế cùng nhìn lại chặng đường 25 năm bảo tồn, phục hưng di sản văn hóa Huế với những kết quả đáng tự hào. Đó là việc triển khai thực hiện thành công đề án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 1996-2010 và dự án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010-2020, đưa di sản văn hóa Huế từ giai đoạn cửu nguy khẩn cấp sang ổn định và phát triển bền vững. Với trên 1.200 tỷ đồng đã được đầu tư cho công cuộc bảo tồn, cùng với 130 công trình được trùng tu, công cuộc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cũng được đẩy mạnh với nhiều nỗ lực trong nghiên cứu, sưu tầm, đào tạo. Để rồi 10 năm sau đó, nhà nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại. Sự kiện này thể hiện tầm vóc và sự phong phú toàn diện của di sản văn hóa Huế trên cả hai lĩnh vực văn hóa vật thể và phi vật thể. Tiếp đó, vào các năm 2009, 2014 và 2016, Mộc bản Triều Nguyễn, Châu bản Triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế cũng lần lượt được công nhận là di sản tư liệu của thế giới. Những kết quả này là minh chứng cho việc bảo tồn di sản và phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế một cách đồng bộ và hiệu quả, góp phần làm nền tảng thúc đẩy ngành du lịch dịch vụ của Thừa Thiên Huế phát triển. Thành quả của các thế hệ những người làm công tác bảo tồn văn hóa Huế cũng đã được lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa ghi nhận trong các phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt. Trong dịp này, cá nhân ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bằng khen của Bộ Công an cũng được trao tặng cho các tập thể và cá nhân của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 10 cá nhân có những đóng góp xuất sắc cũng nhận kỷ niệm chương do Ủy ban UNESCO Việt Nam trao tặng.